Yêu anh em, vào lúc 3 giờ chiều nay thì có lẽ rằng thôi, bữa để cái hình này trên màn hình cho anh em xem nha. Đó chính là cái việc Guinevere được revamp cũng như là Wanwan được revamp, đã được gọi là update ở trong máy chủ chính thức của chúng ta. Mỡ sẽ được nhấn mạnh lại với anh em là máy chủ chính thức của chúng ta anh em nha. Và ở trong video clip này, mỡ sẽ chia sẻ cho anh em những điều anh em cần biết về một cái con đàn Guinevere mới này. Tại sao Guinevere lại được boost và boost như thế nào? Đây, boost như thế này anh em ạ. Đấy, lao vào này, đánh thường này. Đó. Vậy thì tổng quan sức mạnh của Guinevere ở trong cái máy chủ thử nghiệm được mang ra máy chủ chính thức là như thế nào? Bởi vì chắc hẳn rằng anh em cũng đều biết là mỡ đã làm rất nhiều những cái video clip cho anh em xem ở trong máy chủ thử nghiệm đúng không ạ? Lúc thì bút cái này, lúc thì bút cái kia. Nhưng tổng quan lại thì cụ thể Guinevere ở trong máy chủ chính thức được cho ra mắt vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, nó sẽ có những cái thông tin gì và anh em cần phải quan tâm đến? Tại sao nó lại bút những cái thông tin là như vậy? Và cái lý do gì để mà Guinevere được Moontoon ưu ái trong thời gian tới đến từ vị trí của nhà sản xuất Moontoon? Chúng ta sẽ cùng đến với cái video clip mới nhất này của mỡ nha. Let's get it. I'm born with talent. Vâng, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của tôi Mỡ. Thì như Mỡ có chia sẻ với anh em, đó chính là cô em Guinevere này vào lúc 3 giờ chiều nay sẽ được gọi là chỉnh sửa lại cái sức mạnh của mình. Thì cái điều đầu tiên mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em thì đó là cái việc Guinevere đã được chỉnh sửa đến từ cái bộ kỹ năng của Guinevere, đến từ đó là những cái nội tại và kèm theo đó là khả năng tích hoa để Guinevere có thể hất tung mà không cần đến đó là cái chiêu thứ hai. Nhưng điều đầu tiên anh em cần phải quan tâm đến đây là gì? Đó chính là ngay từ giai đoạn đầu game, Guinevere hồi máu là rất nhiều. Cái nội tại của Guinevere bây giờ, khi mà cái đòn đánh thường của cô nàng này được cường hóa, sẽ mang đến cho Guinevere khả năng hồi máu là cực kỳ kinh khủng. Với cái chỉ số ở đây là mặc định là 80 điểm cộng với 8% máu đã mất của Guinevere. Anh em hiểu không ạ? Tức là Guinevere ngay từ giai đoạn đầu game ý, nó sẽ không còn chỉ đơn thuần là hồi máu theo phần trăm nữa đâu, mà nó sẽ hồi máu là 80 điểm cộng với 8% máu đã mất của Guinevere. Cho nên là những cái khả năng giao tranh đôi công ngay từ giai đoạn đầu game của Guinevere là cực kỳ ổn. Ví dụ trong cái trận đấu này là anh em có thể nhìn thấy là có anh chàng Mertis ở đây, anh ta đã phải solo kill thua mỡ một cô nàng Guinevere tưởng chừng là con gái mỏng manh yếu đuối hơn, và thậm chí là ở đây anh ta còn định nháy đèn nữa. Đã thế thì mỡ sẽ tận dụng cái nội tại của Guinevere để có được một cái tình huống solo kill để cho anh em xem tiếp nha. Va chạm luôn anh em, ở đâu nhỉ? Đấy, nhảy vào này, hồi 200 máu ngay từ giai đoạn đầu game. Tiếp tục va chạm thì thanh niên Matis tìm bạn, không có đủ máu, anh ta chạy và tiếp tục là hồi 277 máu. Cứ mỗi lần kích được cái đòn cường hóa đến từ nội tại là cái lượng máu của Guinevere được hồi lên là khá nhiều đúng không ạ? Rồi, và mình sẽ chia sẻ một cái lý do tổng quan đi. Tổng quan cho tất cả những cái sự thay đổi sức mạnh này đến từ cái cô nàng Guinevere đó là gì anh em? Đó chính là trong thời gian tới, Guinevere sẽ được Moontoon trao cho một cái skin ở cấp độ Legends như anh em đang nhìn ở trên màn hình đây. Pursuing of Tomorrow, nhưng mà cái này câu này là câu tiếng Anh, anh em có thể đọc là Sowing of Tomorrow, kiểu là như vậy anh em ạ. Sowing of Tomorrow nghĩa là gì thì mỡ không rõ, nhưng mà có lẽ rằng khi mà về Việt Nam thì cái trang phục ở cấp độ Legends của Guinevere nó sẽ được dịch lại thành một cái từ tiếng Việt sao cho nó thực sự rất là chỉnh chu và xứng danh với cả cái skin Legend, đúng không anh em? Skin Legend là cái skin mà sẽ được thay đổi từ A đến Z về ngoại hình, về hiệu ứng kỹ năng, về icon, rồi thì có khung avatar, rồi thì sẽ có hiệu ứng biến về riêng đồ các thứ các kiểu. Một cái skin có thể nói là xịn sò và giá trị nhất trong cái tựa game Mobile Legends này của chúng ta. Cho nên cái việc được làm lại và cái vị tướng đấy được trao cho một cái skin xịn thì Âu cũng là cái điều dễ hiểu, đúng không anh em? Rồi, đó là cái điều thứ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết tổng quan những cái cập nhật sức mạnh đến từ con Guinevere này nha. Bây giờ Guinevere khi mà cái vị tướng này tấn công kẻ địch ý, thì cái vị tướng này sẽ khắc hoa lên người của mục tiêu. Như anh em có thể đang nhìn thấy, tối đa 3 khắc được 3 lá hoa tạo thành hình một bông hoa. Thì khi đó Guinevere cô ta sẽ có thể hất tung kẻ địch mà không cần có hiệu ứng hất tung trước đó. Kiểu trước đây chúng ta combo Guinevere là 2-3-1,
hoặc là 213. Trong lúc mà kẻ địch đang bị hất tung thì chúng ta dùng chiêu cuối thì chúng mới bị duy trì cái thời gian hất tung, đúng không anh em? Nhưng bây giờ cái em Genevieve này này, anh em chỉ cần đánh dấu đủ 3 bông hoa lên người kẻ địch thì sau đó anh em bật chiêu cuối là kẻ địch nó sẽ auto bị hất tung. Đó, đó là cái điều mà anh em cần phải quan tâm, được chưa ạ? Và cái điều thứ hai, đây, ví dụ trong tình huống này này, anh em nhìn mỡ solo kill với cả cái vị tướng Matisse này, 3 lá hoa đúng không ạ? Hất tung luôn. Ok là, rất rõ ràng chứ đúng không anh em? Đó là cái điều tiếp theo mà anh em cần phải quan tâm đến. Và có một cái điều nữa đến từ cái cô nàng Genevieve mà anh em cần phải lưu ý, đó chính là cái nội tại của Genevieve. Cái đoạn highlight mà đầu video clip mà mợ có chia sẻ với anh em ý, cái nội tại của Genevieve bây giờ nó sẽ hồi rất là nhanh. Mà nếu mà có một cái kẻ địch nào đó tấn công vào cái bóng của cô nàng Genevieve để lại đến từ cái chiêu thứ hai ý, thì cô nàng này cũng sẽ hồi nội tại luôn. Mà cứ mỗi lần hồi nội tại thì Genevieve sẽ kích được cái đòn đánh được cường hóa. Và cứ mỗi lần Genevieve kích được cái đòn đánh được cường hóa thì cô ta sẽ được hồi máu theo cái tỷ lệ là 80 điểm cộng với 8% lượng máu đã mất của Genevieve. Cô không biết là mỡ có nói đúng không anh em nhỉ? Mà không sao, mỡ chỉ nhớ ở đây là 80 điểm là mặc định cộng với bao nhiêu phần trăm máu đã mất của mục tiêu anh em ạ. Ok, rồi còn cái điều gì nữa mà mỡ chưa chia sẻ cho anh em không nhỉ? Mỡ nghĩ là đó là toàn bộ những cái điều mà anh em cần phải quan tâm đến từ cái cô nàng Genevieve mới rồi. Thì đâu đó mỡ cho rằng là tổng quan cách chơi của Genevieve nó hoàn toàn không có nhiều sự thay đổi anh em ạ. Chung quy lại thì Genevieve sẽ có thêm một cái cơ chế mới để mà cô ta có thể gọi là hất tung đi được kẻ địch và có đó đảm bảo những cái tình huống solo kill của cô ta không quá là thua thiệt so với những cái chất tướng bên phía team bạn khi mà Genevieve dùng trượt cho mình, đó là cái skill 2, cái dịch chuyển không gian, anh em hiểu không ạ? Nhưng mà để mà có thể mang đến cho anh em cái gameplay tổng quan về Genevieve cũng như là đưa ra cái lời khuyên dành cho anh em ý, thì mỡ cho rằng là cái cô em Genevieve này này, cô em này vẫn cần có được cho mình những cái tình huống anh em có thể gọi là hất tung tổ đội, hất tung kẻ địch lên đến từ cái chiêu 2 dịch chuyển không gian. Chỉ trừ khi mà chúng ta lao vào kẻ địch đến từ cái chiêu 2 dịch chuyển không gian ấy mà chúng ta dùng trượt ấy thì anh em mới có thể dùng những cái kỹ năng khác, dùng những cái đòn đánh được cường hóa, dùng những cái lần dùng chiêu 1 hoặc là chiêu 2 thì anh em khắc hoa lên kẻ địch và khi đó anh em gọi là có thể gọi là hạ gục chúng đi được thôi. Đấy, thì nói chung là có hai cơ chế nhưng ưu tiên nhất vẫn là cái sự bất ngờ đến từ cô nàng Genevieve bằng những cái tình huống anh em nhảy vào đến từ dịch chuyển không gian có thể hất tung từ 2 đến 3 thành viên và sau đó kết liễu chúng ngay lập tức. Đấy, còn thì bây giờ cái cô em Genevieve tổng quan lại và một cái chia sẻ thẳng thắn mà mỡ muốn nhấn mạnh đến cho anh em là bây giờ cái cô em này trở nên dễ chơi hơn rất là nhiều rồi, khẳng định với anh em là dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Ví dụ ở đây này, có đó là cái vị tướng Odus nhưng mà có vẻ như anh ta không muốn ở lại đánh nhau. Anh ta muốn chạy anh em ạ, nhưng mà chạy kiểu gì? Một hoa được khắc lên người, đánh thường này, kích hoa thêm đánh nữa này, ulti luôn này. Và nếu anh em để ý kỹ là anh em sẽ thấy một cái hiệu ứng hất tung nhẹ đến từ cái cô nàng Genevieve này ở trong cái tình huống vừa xong khi mà mỡ đã khắc đủ 3 lá hoa lên trên người của mục tiêu. À, và có một cái điều nữa mà mỡ quên béng mất anh em ạ. Đó chính là bởi vì bây giờ Genevieve có thêm được một cái hiệu ứng đến từ cái việc khắc hoa, anh em hiểu không? Cho nên là bây giờ ấy, mỗi cái skin của Genevieve nó sẽ đều có được cho mình những cái đánh dấu tương ứng. Ví dụ như là đối với những cái trang phục mặc định như anh em đang nhìn thấy nó sẽ là 3 cái lá hoa rất là đẹp. Nhưng mà đối với cái skin KOF của Genevieve, Athena Asamiya, nó sẽ là hình 3 cái trái cầu hình tròn, anh em hiểu không ạ? Và đối với Genevieve ở trong cái skin lăng ba vi bộ ấy, cái skin tiên hiệp ấy, thì cái skin đấy nó lại là cũng là 3 lá hoa, nhưng 3 lá hoa theo kiểu gọi là hoa sen. Đấy, thì hoa gì thì hoa mình sẽ để trên màn hình để cho anh em gọi là tham khảo. Đấy, anh em thấy không ạ? Thì cô em Genevieve này chúng ta có thể thấy được rằng là rất được chăm sóc đến chăm chút đến từ vị trí của Moontoon bởi vì cái skin Legend đã sắp ra mắt và mỡ không biết là skin Legend nó sẽ là hoa gì. Ấy, lại là một cái điều gọi là rất là thú vị và bất ngờ đến từ cái cô nàng Genevieve này. Đó, thì đó là toàn bộ những cái điều mà mỡ muốn chia sẻ với anh em trong một cái video clip tương đối ngắn về Genevieve để cho anh em chuẩn bị tinh thần rằng nếu như mà vào lúc 3 giờ chiều nay mà anh em gọi là vào game, anh em thấy có team bạn pick Genevieve thì anh em hãy để ý bởi vì là cái con Genevieve này đã được chỉnh sửa gọi là tương đối nhiều và là khá khá rồi, anh em hiểu không ạ? Chứ bây giờ anh em lại thấy con Genevieve nó hất tung trượt xong nó lao vào nó đánh anh em mà anh em cứ nghĩ là nó không còn hất tung nữa thì ối rồi ôi, lúc đấy thì lại là còn cái nịt cụ đi chật lạnh toát anh em ạ. Rồi, và quay trở lại đối với cái diễn biến trong cái trận đấu này, chém gió nó cũng là đủ bởi vì ở thời điểm hiện tại mỡ đã có được cho mình đó là cái mạng thứ 10. Đây sẽ là cái mạng thứ 11. Tầm này Genevieve đã quá là out đồ, out cả level và rất mạnh khả năng hồi máu đến từ những cái đòn đánh của mỡ ở thời điểm hiện tại là cực kỳ ổn. Và ở đây sẽ là nhảy ra phía sau lưng của đó là
là cô nàng Wan Wan hạ gục đi được cô ta, mang về cho mình đó là cái mạng thứ 12. Trận đấu này thì sẽ là một cái trận đấu mà mỡ nghĩ rằng coi tầm của Guinevere, đó sẽ là cái trượng học giả, cái lưỡi hái tử thần, kèm theo đó là cái tụ cầu năng lượng để giúp cho Guinevere có được cho mình cái khả năng hồi máu và cực ngây trong giao tranh. Hai cái trang bị cuối cùng mà mỡ lên trong cái trận đấu này là mỡ sẽ lên đồ thủ anh em nhé, bởi vì tùy vào tình huống và diễn biến trong cái trận đấu mà. Và quan trọng nhất, trận đấu này team bạn có 4 sát thương vật lý, cho nên là mỡ sẽ cầm cái giáp bất khuất trước, sau đó là mỡ sẽ lên cái chiến giáp thượng cổ, và ở trong trận đấu này mỡ cũng lên luôn cái giáp gai, bởi vì cái giáp gai này nó là cái trang bị mới rồi. Ngoài việc nó phản đòn lại cái địch ra thì nó còn giảm đi cái tỷ lệ chí mạng đến từ những cái chất tấn xạ thủ gây đam kiểu như là Wan Wan hay là kiểu như là Moskov anh em ạ. Đấy, cho nên nhiều anh em sẽ bảo là tại sao thằng mỡ nó lại lên đồ như thế này, thì đó là cái lý do, bởi vì đây cái set trang bị mới ở trong cái máy chủ thử nghiệm, anh em hiểu không ạ? Và đây này, băng trụ đánh rất thổ bạo đến từ vị trí của mỡ, kèm theo đó là chảm sát hạ gục đi được đó là cái vị tướng Olders, nhưng anh ta cũng gọi là đủ cò quay để mà sát thương đến từ trụ, hạ gục đi được mỡ, mang về cái mạng shutdown đến dành cho team bạn anh em ạ. Rồi, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này thì đang là về giai đoạn cuối game, team bạn vẫn có những cái tình huống phòng ngự, và đây là anh chàng Matit, anh ta đánh mỡ nhưng mỡ không mất máu, bởi vì mỡ đã out level, mỡ đã quá cứng. Ở đây là thấy đó là cái vị tướng Moskov, anh ta dùng cái mũi thương anh ta đẩy lùi mỡ lại, và anh ta còn một lần dịch chuyển nữa, anh ta đã lùi về không bị hạ gục. KDA của team mỡ thời điểm hiện tại đang là 35 mạng, và bản thân mỡ có được cho mình đó là 16 mạng hạ gục ở trong cái trận đấu này. Thế trận có thể nói là cực kỳ xanh và chín. Và bây giờ chúng ta còn làm gì nữa anh em, tính cách để mà kết thúc trận đấu này đi thôi, chứ còn cái gì nữa. Chứ bây giờ team bạn cứ đứng thủ như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể end game được. Ta nhảy vào hack now thành công, đó là cái vị tướng Karina. Tiếp đến sẽ là Wan Wan lên bảng điểm số 37 mạng. Đó là những cái thông tin mà team mỡ có được. Ở đây là Alu anh ta lao ra, đâu đây là Olders anh ta lao ra, anh ta lao ra và anh ta không còn đường để lao về. À không, nói chính xác hơn là team mỡ đã tài trợ cho anh ta một tấm vé để mà anh ta có thể về nhà sau khoảng độ tầm 21 giây nữa anh em ạ. Thôi tầm này ăn lót để mà end game thôi các ông ơi. Chứ tầm này team bạn nó bắt đầu đứng ở trong nhà rồi. Bắt đầu team bạn cảm giác như họ đang thua, họ đang thủ ở trong nhà rồi. Mỡ thì ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể solo được 1, 2 cũng như là 3 ông. Nhưng với cái việc tụi nó đứng trong nhà thì cái sát thương đến từ trụ là rất thốn, cho nên là mỡ không có solo được anh em ha. Nên mỡ quyết định là mỡ sẽ gọi là ăn lót tầm này để mà có thể kết thúc trận đấu này tại đây. Đó. Đấy. Nhìn chung thì góc nhìn quan điểm cá nhân của mỡ thì mỡ vẫn thấy rằng cái cô em Guinevere được sửa lại là một cái tin vui, và vui hơn nữa là Guinevere sắp có được cho mình một cái skill legend rất là xịn sò. Nhưng để mà nói cái bộ kỹ năng này được sử dụng ở trong cái trận đấu rank cao thì mỡ vẫn nghĩ rằng là nó hơi hên xui, bởi vì chúng ta đều biết rằng Guinevere hay là những cái vị tướng cần kỹ năng khác nói chung ấy là một trong những cái con tướng mà mỡ nghĩ là không được nhiều đội tuyển cũng như là nhiều người chơi sử dụng, bởi vì cái sự hên xui cũng như là cái sự may mắn đến từ bộ kỹ năng của Guinevere, mỡ phải nói thật với anh em là may mắn để mà anh em có thể hất tung được kẻ địch. Vì khi mà anh em lên rank cao, cái trình độ cũng như là kỹ năng của người chơi là nó ngang nhau rồi, thì cái khả năng anh em có thể hack não được đối phương nó sẽ là rất khó khăn, anh em hiểu không ạ? Và cái con Guinevere này bây giờ cứ mỗi lần nó dậy nhảy trượt ý, thì kẻ địch nó lại đề phòng và nó sẽ biết được rằng Guinevere đang đứng rình rình ở đấy, anh em hiểu không ạ? Đấy. Cho nên là cái con Guinevere này đâu đó mỡ cho rằng để mà có thể sử dụng được ở rank cao thì vẫn còn phải chờ cái sự thử nghiệm đến từ những người chơi chuyên nghiệp và đến từ những cái giải đấu chúng ta mới biết được. Còn thì bây giờ chúng ta cứ hãy tận hưởng và đón chào cái tin vui của em Guinevere này đã, anh em ha. Rồi, và cái con lót nó cũng đã bị bốc hơi mất tiêu rồi. Khả năng thủ đường đến từ vị trí của team bạn là rất ổn, nhưng ở đây là mỡ thấy có một cái tình huống họ nhồng ra đến từ vị trí của đó là cái anh thanh niên Matis. Anh ta dùng cái đường kiếm chí tử, anh ta rất cứng, nhưng có ở đây là vị tướng Karina, cô ta hạ gục đi được cái cô nàng Nana. Và đây là mỡ cân đôi, không cần hất tung sát thương dồn vào, khả năng hồi máu của mỡ là có, và kèm theo đó là hạ gục đi được đó là cái double kill dành cho mỡ. Shut down đi là Moskov, phía bên này là có Wan Wan, đa là những cái tình huống gọi là nhảy rất là gọi là cái cute hột me, nhưng vẫn phải lên bảng điểm số. Ở đây là có Matis, anh ta tưởng ăn được mỡ, nhưng câu trả lời ở đây là đam anh ta không vào máu mỡ rồi, bởi vì mỡ đã đắp đi cho mình đó là hai cái món trang bị thủ vật lý anh em ạ. Tiếp đến là combo cực kỳ mẫu mực lên đó là Olders, và mạng thứ 20 dành cho mỡ trong cái trận đấu này. Chứ nên là toàn bộ video clip mà về cô em Guinevere trước khi mà anh em được tận tay trải nghiệm vào lúc 3 giờ chiều nay. Nếu anh em thấy cái cô em Guinevere này thú vị và mang đến cho anh em cảm hứng để mà vào trong game vào lúc 3 giờ chiều nay trải nghiệm, thì đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Peace.